Cô chào tất cả các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng quay lại và gặp nhau đúng chưa nào? Cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một bài tập đọc, đó là bài Người gác rừng tí hon. À, cái đề bài là gì? Người gác rừng tí hon. Vậy tại sao lại có cái đề bài như thế này? Cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình và chúng ta nhìn thấy gì đây? À, chúng ta đang nhìn thấy khung cảnh là gì đây? Một chú công an đúng chưa nào? Bên này đằng sau lưng này thì có chú công an đang gì? À, đang dìu thêm những tên tội phạm, đang đưa những tên tội phạm. Ở đây có một chiếc xe ô tô đúng chưa? Chở những khúc gỗ. Đây là một bạn nhỏ tí. Bạn nhỏ, đúng chưa? Vậy thì bây giờ tại sao cái đề bài lại có là người gác rừng tí hon? Cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu bài tập đọc này nhé. Người gác rừng tí hon. Các bạn chú ý nghe cô đọc bài. Người gác rừng tí hon. Ba em làm nghề gác rừng, tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng, phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất. Em thắc mắc, hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào. Thấy lạ, em lần theo dấu chân khoảng hơn chục cây to cộ đã bị chặt thành từng khúc dài, gần đó có tiếng bàn bạc. Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng chưa? Qua khe lá, em thấy hai gã trộm. Lừa khi hai gã mải cột các khúc gỗ, em lén chạy. Em chạy theo đường tắt về quán bà Hai, xin bà cho gọi điện thoại. Một giọng nói rắn rỏi vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, công an huyện đây. Sau khi nghe em báo tin có bọn trộm gỗ, các chú công an dặn dò em cách phối hợp với các chú để bắt bọn trộm thu lại gỗ. Đêm ấy lòng em như lửa đốt, nghe thấy tiếng bành bạch của xe chở trộm gỗ, em lao ra. Chiếc xe tới gần, mắc vào sợi dây chảo chăng ngang đường, gỗ văng ra. Bọn trộm đang loay hoay lượm lại gỗ thì xe công an lao tới. Ba gã trộm đứng khựng lại như robot hết pin. Tiếng cầm tay đã vang lên lách cách, một chú công an vỗ vai em. Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm, theo Nguyễn Thị Cẩm Châu. Đây là bài tập đọc Người gác rừng tí hon. Vậy thì cô và các bạn đã cùng nhau đi đọc bài tập đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia đoạn. Bài tập đọc này cô sẽ chia làm 3 đoạn như sau. Đoạn 1 từ ba em làm nghề gác rừng đến ra bìa rừng trưa. Đoạn 2 là tiếp đến từ qua khe lá em thấy hai gã cho tới bắt bọn trộm thu lại gỗ. Và đoạn 3 là từ đêm ấy lòng em như lửa đốt chàng đến chàng gác rừng dũng cảm. Hay nói cách khác là đoạn 3 là đoạn còn lại. Vậy là đây là bài tập đọc cô đã chia làm 3 đoạn. Bây giờ các bạn hãy chú ý lên và luyện đọc theo cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đọc đúng các từ sau. Truyền, loanh quanh, khoảng, bành bạch, dây chảo, loay hoay lượm lại gỗ, đứng khựng lại, lách cách. Và chúng ta cần phải đọc hay, tức là gì? Ngắt nghỉ câu đúng theo yêu cầu. Hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào. Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng chưa? Vậy thì các bạn sẽ gì? À, đọc ngắt câu bằng cách là gì? Dấu ngắt của cô. Các bạn nghĩ hơi. Những từ in đậm của cô là những từ các bạn cần phải nhấn mạnh. Rồi các bạn hãy cùng cô đọc lại nhé. Hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào. Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng chưa? Rồi đây là cách ngắt nghỉ câu đúng các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi giải nghĩa những từ ngữ. Đầu tiên là từ robot, thứ hai là còng tay và thứ ba là sợi dây chảo. Đây các bạn hãy quan sát và nhìn thấy đây là hình ảnh robot. Tiếp theo đây là hình ảnh còng tay, là vật dụng mà các chú công an thường bắt tội phạm. Dây chảo tức là dây thừng lớn và rất là chắc. Đây là cái dây thừng này, được chưa nào? Rồi đây là hình ảnh gì? À, hình ảnh của các khu rừng. Đây là hình ảnh của các con vật trong rừng, hình ảnh nấm nè các bạn, ở trong rừng. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tìm hiểu bài. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem thử vì sao trong bài tập đọc này lại được đặt tên là người gác rừng tí hon. Câu số 1. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện thấy gì và đã thắc mắc như thế nào? Nào các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện thấy gì và đã thắc mắc thế nào?
Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn văn sau. Ba em làm nghề gác rừng, tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm, chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng, phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất. Em thắc mắc hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào. Thấy là em lần theo dấu chân, khoảng hơn chục cây to cộ đã bị chặt thành từng khúc dài. Gần đó có tiếng bàn bạc. Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra biệt rừng chưa? À vậy thì sau khi đọc xong cái đoạn văn này, hãy cho cô biết theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện ra thấy gì và đã thắc mắc như thế nào? Nào, bạn nhỏ nhìn thấy gì nhỉ? Và đã thắc mắc điều gì? À đúng rồi, bạn nhỏ đã phát hiện ra gì? Những dấu chân của người lớn hằn trên đất. Và bạn nhỏ đã thắc mắc rằng hai ngày nay không có đoàn khách tham quan nào, mà tại sao lại có dấu chân của người lớn được hằn trên đất. Rồi, chúng ta đi qua phần tiếp theo. Lần theo dấu chân, bạn nhỏ đã tìm thấy những gì và nghe thấy những gì? Chúng ta cùng nhau đọc đoạn văn sau nhé. Ba em làm nghề gác rừng, tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm, chiều đến em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng, phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất. Em thắc mắc hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào. Thấy là em lần theo dấu chân, khoảng hơn chục cây to cổ đã bị chặt thành từng khúc dài. Gần đó có tiếng bàn bạc. Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng chưa? Vậy thì qua cái đoạn văn chúng ta vừa đọc, hãy xác định cho cô lần theo dấu chân bạn nhỏ đã nhìn thấy gì và nghe những gì? Hả? À đúng rồi, chúng ta thấy là gì đấy? Bạn nhỏ lần theo dấu chân và nhìn thấy gì? Khoảng hơn chục cây to cổ đã bị chặt thành từng khúc dài. Và giấy nghe thấy tiếng bàn bạc của bọn trộm gỗ là giấy. Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bị rừng chưa? Đúng chưa nào? À đây là câu trả lời của cô. Bạn nhỏ đã thấy gì đấy? Hơn chục cây to bị chặt thành từng khúc dài. Bọn trộm gỗ còn bàn bạc với nhau sẽ dùng xe chuyển gỗ vào buổi tối nay. Vậy thì hãy kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy bạn nhỏ là người thông minh và bạn nhỏ là người dũng cảm. Vậy theo em qua chiếc tiết nào sẽ thể hiện bạn nhỏ là người thông minh và bạn nhỏ là người dũng cảm nào? À, các bạn hãy quan sát cho cô. Đây là những hình ảnh gì? Thể hiện gì? Rừng bị chặt phá, rừng bị tàn phá và những hình ảnh gì đấy nhỉ? À, những bọn trộm gỗ. Đúng như nào, người ta phá rừng, trộm gỗ. Đây. Các bạn hãy quan sát cho cô, đây là những hình ảnh gì? Rừng bị chặt phá sẽ làm cho gì? Thiên tai xảy ra, lũ lụt xảy ra thường xuyên. Rồi, tiếp theo nào. À, vậy thì chúng ta hãy kể cho cô, quay lại bài, chúng ta hãy kể cho cô những việc làm của bạn nhỏ cho chúng ta thấy là gì? Bạn nhỏ là người thông minh. Đó là gì? Lần theo dấu chân của bọn trộm gỗ, lén chạy vào đường tắt để gọi điện thoại báo cho các chú công an. Đó là những việc làm thể hiện sự thông minh của bạn nhỏ. Vậy thì để thể hiện sự dũng cảm thì chúng ta thấy những chi tiết nào nhỉ? À, đó là gì? Báo công an và gì? Cùng phối hợp với các chú công an để bắt trộm. Đúng chưa? Rồi, vậy thì qua cái bài tập đọc này, các bạn học tập được điều gì ở bạn nhỏ? À, chúng ta học được tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung, bảo vệ rừng, đúng chưa? Rồi giấy bình tĩnh, thông minh khi xử lý các tình huống, phán đoán nhanh, phản ứng nhanh, dũng cảm và mưu trí để đối phó với bọn trộm gỗ. Đây là những đức tính chúng ta cần phải học tập. Vậy thì các bạn hãy vận dụng vào những đức tính này để gì? Để cùng nhau thực hiện tốt trách nhiệm của chúng ta. Đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ, giữ gìn tài sản chung, không chỉ của riêng nhà trường, của gia đình và của xã hội. Được chưa nào? Mỗi khi bố mẹ chúng ta dẫn chúng ta đi chơi, chúng ta sẽ luôn luôn chú ý là gì? Bảo vệ tài sản của chung. Đúng chưa? Rồi chúng ta phải có trách nhiệm, có ý thức trong việc bảo vệ rừng. Đúng chưa? Không chặt phá rừng này. Thậm chí là chúng ta có thể gì? Ngăn cản mọi người phá rừng. Được chưa nào? Bảo vệ môi trường. Rồi chúng ta phải luôn luôn gì? Bình tĩnh, thông minh, xử lý các
tình huống không có gì sợ, không nóng, nóng vội. Rồi phải có gì? Dũng cảm, luôn luôn có một tinh thần là gì? Dũng cảm và nhanh trí để gì? Xử lý tình huống. Rồi qua câu chuyện trên, tác giả muốn ca ngợi gì đấy? À, biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi. Vậy thì qua phần tìm hiểu bài và phần luyện đọc của bài tập đọc này, chúng ta đã rút ra được một cái ấy là gì đây nhỉ? À, chúng ta đã rút ra vì sao cái tựa đề bài lại là người gác rừng tí hon. Vì gì? Trách nhiệm gác rừng của bạn nhỏ được thể hiện qua bài tập đọc. Tuy bạn nhỏ tuổi đúng chưa nào, nhưng bạn đã rất gì? Dũng cảm và nhanh trí đúng chưa, rất thông minh trong việc xử lý tình huống, cùng phối hợp với các chú công an đi báo công an và phối hợp với các chú công an để gì nhỉ? À, để bảo vệ rừng, bắt những tên trộm gỗ, trừng phạt gì? À, những kẻ sai phạm, được chưa nào? Vậy thì qua câu chuyện này chúng ta gì rút ra được nội dung bài học là gì đây nhỉ? À, là biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi. Đây là toàn bộ nội dung chính của bài tập đọc ngày hôm nay. Vậy thì trong cái bài tập đọc ngày hôm nay, người gác rừng tí hon, các bạn cần phải nắm cho cô những nội dung sau. Đầu tiên là gì? Bạn nhỏ có ý thức bảo vệ rừng. Thứ hai là bọn nhỏ nhanh trí, dũng cảm trong việc xử lý tình huống. Và nắm được nội dung chính của bài đó là gì? Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi. Đây là toàn bộ nội dung của bài tập đọc ngày hôm nay, người gác rừng tí hon. Các bạn cần phải nắm những nội dung chính này cho cô.